Chiều ngày 17 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đến Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam để làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các lực lượng tham gia tìm kiếm ngư dân trên hai tàu công mực đang mất tích. Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho hay, hai tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam chìm trên biển làm 15 ngư dân chết và mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hai tàu chìm tổ chức tìm kiếm. Hiện nay, có 7 tàu cá đang tập trung tìm kiếm ngư dân mất tích. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các lực lượng tận dụng thời gian vàng, cố gắng đến 22 giờ ngày 17 tháng 10, tất cả tàu tiếp cận khu vực tàu gặp nạn tập trung tìm kiếm. Từ đêm nay đến 12 giờ trưa mai, tất cả các tàu tổ chức tìm kiếm. Một tàu còn lại sẽ hỗ trợ y tế, cứu chữa người dân gặp nạn. Tinh thần cứu vớt được người nào tốt người nấy, không được buông.